Ngoài ngoài tạo dáng chim đắm nha ngoài. So deep. Chim đắm, chim đắm. Đó. Ngoài ơi. Ngoài. Ngoài chùi mascara lem đùm lum nhìn nó giống phù thủy quá à. Thôi đi. Mascara ta mua là mascara xịn chứ bộ à. 500 ngàn. Trời. 500 ngàn mà sao tìm lem tắt bút gì ngoài. Bữa nhờ sao 500 ngàn 20 cây ngoài mới dám mua đó. Trời ơi, có 20 ngàn cây thôi hả ngoài. Mà nó nó không lem. Lem quá trời rồi. Đâu coi coi. Mà chết cậu giờ. Ủa? Sao đây? Được chưa? Thấy gì hết á, được chưa? Ok, để gì ngoài cho nó chất. Hả? Để cho nó chất. Hả? Chất khi chất. Nói khó hiểu quá con ơi. Dạ. Nè nè nè. Chụp nha, chụp nha. Đếm 1, 2, 3 ngoài quay cái chụp ngoài, nha. Không mấy mình vô chỗ mát chụp cái nắng quá ngoài. Con không biết gì hết, vô chỗ mát gì nó tối hù à. Phải ra ngoài nắng như vậy nè mới thấy được cái áo đầm màu cánh sen của ngoại nổi bật lên. Hiểu không? Bắt đầu nè, chụp nè. Dạ. 1, 2, 3 chớp mọi sao nha ngoại, mọi có sao không? Không, mọi té chẳng tiện luôn. Trời, ngoại tạo dáng bất chấp gì được đúng không? Bất chấp. Rồi ngoại, su điếp lắm rồi ngoại ơi. Con thấy ngoại chìm đắm lắm rồi ngoại. Ngoại, về tới con, ngoại ngoại, tới con chìm đắm ngoại ơi. Đỡ, 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 đỡ. Cái, chưa mà, chụp hết có như là tới con rồi. Trời ơi, nãy giờ con chụp cái trăm tấm rồi đó ngoại. Con à, thường thường 100 tấm hình mới lựa được một tấm đẹp. Mà ngoại á, thì con phải chụp cho ngoại 200 tấm hình để lựa được 2 tấm đẹp chìm đắm để đăng lên Facebook, hiểu không? Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. 200 tấm hả? Giờ 12 giờ chưa, bắt chụp cái chừng nào đúng không ngoại? Mấy giờ? 12 giờ chưa rồi, nắng lên đỉnh đầu rồi nè. 12 giờ chưa? Trời ơi, chết rồi. Tại sao con không tới với ngoại? Sao giờ quay đâu? Trễ rồi. Sinh hoạt câu lạc bộ luôn của ngoại. Trời ơi, chết rồi. Ngoại, vậy con ra ngoài chìm đắm đi con. Con tự đắm chìm đi. Đứng nãy giờ đi chùa rồi, có tấm là vô điếm, vậy sao con chìm đắm đây? Cảm ơn, xin chào mọi người. Bị có công việc cho nên Hương tới trễ một chút xíu nha. Ủa, đang chơi cờ tướng hả? Chơi xong cho tôi vô chơi giữ nghe. Ừ, chào tôi nói nha. Chào. Bà mà bận việc gì? Lo chụp hình đăng Facebook cho ở đó bận việc. Nè, thì kệ tôi đi, tôi bận việc mà. Ủa? Ê. Nè, nhìn bà coi. Cái mặt tèm lem mà. Chết cha trời ơi, giỡn quá. Rồi hết rồi nè. Đẹp lại rồi nè. Hương đẹp lại rồi nè. Đẹp trong mắt mọi người rồi nè. Ủa, chị Hương cũng cho rút nữa hả? Ờ. Chị mình kết bạn đi. Kết bạn tôi nữa nha. Tôi cũng chơi Facebook nữa nè. Ủa vậy hả? Trời ơi, mấy người cũng chơi Facebook nữa hả? Vậy sao không nói, kết bạn liền. À, mày nhớ kìa, tôi mà đăng lên gì là mấy người phải like cho tôi liền anh nha. Ôi rồi, Facebook tên gì? Nè, nít tôi nè. Đâu? Để. Vậy bây giờ mẹ mỗi người cho tôi email đi. Để rồi có hoạt động gì thì gửi thông báo cho nó nhanh. Công nhận nha. Thời đại ngày nay, công nghệ thông tin tiện thiệt á. Sao ông im lặng vậy? Nè, ông đọc cái tên Facebook để cho mọi người kết bạn đi. Không à, nói chung là tôi tánh tình tôi hơi khó khăn kết bạn lắm. Tôi phải sàng lọc bạn bè sao tôi mới kết bạn được. À, tôi không có quen. Trời đất. Vậy còn email của ông thì sao? Mèo hả? Email hả? Mèo. Trời đất. Mèo hả? À, nói chung nè, tại tôi không muốn làm phiền. Cho nên tôi ở đây tôi suy nghĩ lại nha. Ông Tư Rái, người ta gọi là email chứ không phải là ý mèo. Trời ơi. Nè, nhiều khi á không biết email là gì, không biết Facebook là gì đâu. Lỗi bà. Ba cái chuyện đó hả? Chuyện nhỏ. Tôi làm cái rẹt là có liền à. Xin lỗi. Sao mà thua được hai? Dạ. Sắp thua hai rồi. Trời ơi. Dạ. Sao rồi? Ba đi đâu rồi? Tôi gọi ba chưa?
Gọi rồi nhưng mà máy không có liên lạc được. Ủa mẹ, hả? Ba con đâu mẹ? Tao nhớ ông trong tủ á. Hả? Trời ơi, chứ mẹ phải là quản lý của ba con đâu mà có hỏi như vậy. Không phải, tao hồi chiều là con thấy ba con đi chung với mẹ đi sinh hoạt ở câu lạc bộ gì đó. Thì hỏi cho đàng hoàng rõ ràng. Thì vừa xong á, ông lủi về là mẹ tưởng ông về nhà chứ mẹ đâu biết ông có nhà đâu. Đi đâu giờ biết nữa. Ai ai. Cái nhà, chào cả nhà. Ba đi đâu vậy? Thì ba đi. Cái gì vậy? Ủa ba. Trời chết ơi, ba sao? Ba sao vậy ba? Động kinh đưa đi bệnh viện. Ba có sao ba? Động kinh cái gì mà động kinh? Coi cái này nè. Smartphone. Quá. Một điện thoại mới anh nội. Chứ sao con? Mình là phải cho người ta thấy là mình không có mù công nghệ. Cho nên mình phải mua chứ. Tiện đâu mà ba mua. Rồi ba mua hết nhiêu rồi? 5 triệu. Trời ơi. Tiền đập ống heo của tao quá mày ơi. Trời đất ơi. Mượn coi. Không dám nha. Tôi là người rành công nghệ thì tôi xài. Còn bạn mù công nghệ bạn đừng xài bạn nhé. Bài đặt chảnh chảnh. Xích. Không có cần. Đây nè, đi ra ngoài tiệm nè, mua liền cái smartphone nè. Mắc tiền gấp đôi câu nữa. Nè, đeo cổ nghe chưa? Coi chừng á, chúng đi ngang qua nó giật cái lướt đất cổ. Mẹ. Còn không, giật cái sợi dây chuyền đó. Trời ơi, mẹ làm thiệt đó hả? Cái điện thoại của mẹ còn xài được mà. Trời. Alo, ai gọi đó? Tưởng tượng chơi cho nó vui thôi con. Ủa gì vậy ông nội? Cho con cái bánh này. Dạ cảm ơn ông nội. Được không? Dạ được. Yeah. Đây nè. Ngon quá. Ngon quá rồi. Nếu vậy ông nội nhờ chuyện nha. Dạ được. Con mở phước á, con làm giùm cho ông nội cái Facebook đi, với cái mail gì đó cho ông nội, phải bí mật nghe, không có được nói cho ai nghe nghe chưa? Ủa làm Facebook với mail thôi, sao phải bí mật gì nội? Ta đã nói bí mật thì giữ bí mật đi, nhiều chuyện quá à, ông cục cưng của tôi, làm giùm tôi đi. Dạ. Này, nhà xong rồi nội. Rồi, là anh vậy hả? Dạ dạ. Rồi là sao, anh sao? Trời ơi, nè đây con chỉ cho nội nha. Cái này á, là cái email. Con á, đã lưu hết tất cả những ai trong nhà mình nè. Ba nè, mẹ nè, chị ba, chị hai đứa con luôn. Vô một nhóm. Rồi nếu như mà ông nội muốn gửi thông tin gì á, thì ông nội chỉ cần bấm cái đó rồi ông nội gửi thông tin thôi là cả nhà mình nhận được luôn. Nếu mà anh vậy đó thì ông nội mà không ăn cơm thì ông nội nhắn vô cái email là cả nhà mình nhận được hết. Dạ dạ đúng rồi đó. Thấy chưa? Chọt chọt gì nè phải không? Dạ 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 đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng không? Bấm dạ. Gì nè thấy không? Thấy ông nội giỏi về công nghệ ghê chưa? Đó, nhưng mà giờ cái Facebook của ông nội con phải để cái tên đi. Lập Facebook để tên cho ông nội. Rồi rồi vậy muốn để nội muốn để tên gì con ghi cho nội luôn nha. Đừng lấy tên thật kỳ lắm. Ông nội lớn rồi. Thì chú để tên gì nè? Tên Phượng Buồn Éo Le. Trời. Trời đất ơi, hết tiêu rồi. Giờ sao ta? Mẹ, mẹ nhà mẹ coi chừng cái nồi cá kho giùm con nha. Con chạy ra tiệm tạp hóa con mua ít tiêu nha. Mẹ. Mẹ. Dạ con đi á. Để tiêu vậy. Trời ơi, khát, khát một cái nồi cá kho của con rồi. Trời ơi,
Sao nấu nồi cá kho để khác lẹt vậy, con hư quá à. Trời ơi, mẹ nói cái gì vậy mẹ? Hồi nãy là con đi con nhờ mẹ coi chừng giùm con mà. Lúc đó mẹ còn cầm ly sữa mẹ mà. Có không? Có lòng con. Chết cha, mẹ đâu có nghe gì đâu. Trời ơi, tháng này là con bị vợ con trừ lương nữa rồi đó. Hãy mẹ không à. Ê, đâu để coi. Mở máy nè. Đâu để coi này à. Mình tập mình gỡ thử nghe mèo cho nguyên đám tụi nó. Mình nói là mình đói bụng coi coi tụi nó làm sao ta. Thằng Gon nó chỉ là đi vô trong cái chỗ này. Đi nhấn cái vô. Vô cái chỗ này. Rồi bây giờ. Ủa cái gì kỳ cục vậy? Chứ nó mới đi học về. Ủa ý trời, cục cưng, cục vàng, cục ngọc của ông nội. Hôm nay học giỏi đúng không? Dạ. Đúng không? Ông nội mới gửi cái email cho cả nhà nè. Con coi coi, con coi nè. Ông nội giỏi lắm. Đó thấy không? Mới gửi. Cái gì vậy? Thôi. Vậy? Nó gửi cái link với nó là toàn hình mát mẻ không hết nổi. Hình mát mẻ là gì? Là cái hình xấu quá nội. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè nè. Hả? Hả? Nè đó đó. Trời ơi nội. Trời đất ơi, chết tao rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Rồi bây giờ sao? Hả? Bây giờ ông nội phải làm sao vậy? Nội nội lỡ gửi rồi sao? Trời ơi, nội đâu có biết đâu. Trời ơi, bây giờ chắc ở bệnh nguyên một đám tụi nó đang mở ra đọc. Trời ơi, cái điều này chắc tao độn khổ, tao chết quá đi. Rồi bây giờ có cách nào chùi không? Lấy hình lại không? Hả? Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi, già rồi mà còn mất nết thì trời. Mẹ không ngờ ông ấy lại là một người như vậy. Khi mà mẹ mở mail của ông ra, trời ơi, mẹ điên hồn luôn. Rồi mẹ mắc cỡ, trời ơi, mắc cỡ muốn chết rồi kìa. Ui trời ơi, nói tới là mắc cỡ á. Kỳ, thiệt á. Nè, nhớ nhiều rồi nhớ không? Ba. À, anh Su Rái, tôi không ngờ anh gà như vậy rồi đó, mà anh cũng còn gân quá ha. Bà nói vậy là nghĩa làm sao? À, có nghĩa là tất cả mọi người ở căn nhà này đã đọc hết cái mail của anh rồi, và họ đã biết hết tất cả rồi, anh đừng có giấu nữa. À, ba, con nhận được cái mail của ba, con nghĩ là có chuyện gì quan trọng. Trời đất ơi, cái gì đó mà virus không? À, chắc có lẽ là ông rành công nghệ chứ ông đâu có rành virus, đúng không? Cái trời ơi, cái đó là tại thằng Gôn nè. Hả? Đã nói rồi, không biết xài công nghệ thì thôi. Bày đặt trọt vô chi không hiểu à. Ô nội. Gôn, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Mẹ nói với con á là không bao giờ đụng vô cái điện thoại kia mà. Học không là học, suốt ngày lo cái chuyện gì đâu không à. Lần này á, mà con mà học kém á là có chừng mẹ nghe chưa. Cái người không rành công nghệ là nội chứ sao là con được. Nội, nó không biết, nội còn kêu con chỉ mà. Rồi nội còn kêu con lập email, Facebook gì mà. Còn cái link á là nội bấm vô chứ con có bấm đâu. Thôi sao nội nói người cho con. Thiệt hả? Mẹ tin là cháu của mẹ nó đúng. Đổ quan, đổ ức cho thằng nhỏ. Để thằng nhỏ ấm ức quá, thằng nhỏ chịu không nổi. Nhỏ khai hết kìa, nó khóc mà thiệt còn gì nữa. Trời ơi ba ơi, sao ba làm vậy hả ba? Ta lỡ nổ rồi, lỡ phóng lao rồi phải theo lao luôn chứ sao? Thì không biết thì cứ nói không biết có sao đâu ba. Nhục. Ủa ba. Ba. Trong cuộc chiến công nghệ này, ta đã giành chiến thắng. Thank you.
Ui cha trời ơi mày làm gì? Cô làm gì vậy? Trời ơi mày làm hết hồn mày. Cô làm gì vậy? Chụp hình cái làm gì? Chụp hình hả? Ừ. Chụp cái gì? Chụp con kiến. Chụp con kiến. Chị? Đăng lên Facebook gì chị? Đăng Facebook? Chụp làm gì ngặt như dữ vậy? Đơn giản quá mà, bây giờ cái mặt của tôi nè, đưa lên Facebook nè, lượng like nó quá, bây giờ phải tìm cái gì mà độc lạ, thấy không? Bây giờ mày thấy đi, từ hồi nào giờ có ai đưa lên Facebook mà con kiến không? Tao đưa cả bầy kiến. Like nhiều. Dạ, ý tưởng mới, sáng tạo. Ê, dạ. Trời ơi, sao tao thông minh quá ta? Tao lại có ý tưởng mới nè, cầm gì cô? Nè, bây giờ mới có một hai con kiến đang chạy ra, thấy không? Đó, dạ. Thấy không? Dạ, dạ. Khi nào mày lùa nguyên bày ra nha, mày chụp liền cho tao nha. Đó, mày chụp xong mà cái mặt của tao này nha, nó lồng vô chung nguyên đám kiến này. Canh đi. Để mà nguyên bày kiến ra làm sao thấy con kiến được cô? Vậy làm sao thấy con kiến được? Thì bởi vì mới là độc lạ, nghệ thuật đó đâu. Đứng đi. Nè, làm sao mà kiến cái mặt tao mình nó hòa chung với nhau? Alo, tôi biết rồi, tôi xin lỗi, tôi tới liền, dạ. Kiến sắp ra rồi. Cô, điện thoại của trả cô nè. Sao tao tự chụp được? Con có chuyện đi liền. Chụp đựng tấm này đi. Cô tự sướng đi nha, Chụp đựng tấm này đi. Con có chuyện thôi. Chụp đựng. Thằng này riết tình nha, nhờ cái chút xíu à. Ui, thiệt tình. Nhờ chút xíu cũng làm được nữa. Thiên thần giữa công viên quá đẹp. Tục tưng to bà liễu, trời đất ơi, ta nói mặc đồ đỏ giữa trưa nắng còn đẹp ơi là đẹp á. Bây giờ bà chụp hình coi nha, bà chụp hình coi xong cái bà bóp lên Facebook, lượng like thiệt là nhiều luôn nha. Rồi bây giờ cứ như bấm lên cho bà coi. Rồi, trời ơi, biết kiểu nữa không? Rồi, bà thấy cưng á, cho nó, ừ đó, ngon lành nghe chưa? Cười nhỏ nhỏ thôi được, cười lớn á, thấy cái răng xuống mà nó đẹp lại coi. Rồi, bà chụp nha, 1, 2, 3, rồi xong giờ cũng thấy bóng lên cao, đưa bóng lên cao, hướng lên nhìn bấm bóng, đó, bà chụp tự nhiên bà chụp lên nè, thấy là giơ ba. Trời ơi, đẹp quá. Cái bài cháu mình chụp đây. Giơ bóng lên. Rồi. Đẹp. Chuẩn bị nha bà Hung à. Tắm nữa. Giơ, bài cháu mình giơ tim. 1, 2, 3. Rồi, chơi đi. Đợi. Bà lên Facebook đi nha. Tấm này đẹp nè. Các bạn thấy bé này dễ thương không? Bé là ai? Con bà Liễu. Muốn hôn bé, liên hệ địa chỉ 13 Gò Biển. Ok. Rồi, chụp tiếp nha. Chị là mẹ nó, chị biết trông chừng cái đàng hoàng chứ. Tình thần á, nó cũng chơi ở đây đâu có sao đâu. Nó không có chủ quan. Đi đi con. Đi. Trời ơi. Cái tấm hình này là Thiếm Hường. Mẹ vợ của ông Hiếu chụp hình đưa lên Facebook nè. Cái gì? Ai cho phép bà làm điều này hả? Tôi phải làm ra lẽ mới được. Đi con. Có chuyện hot để tám nữa rồi. Mẹ ơi, cho con mượn cái remote. Cái gì vậy mẹ? Remote.
Trời đất ơi, mẹ à, mẹ bớt nhìn vô điện thoại giùm con được không vậy hả? Bây giờ mẹ không tập trung được một cái gì hết trơn á. Tự nhiên đưa con cái này chi? Xin lỗi đi. Trời ơi con ơi, thời buổi bây giờ là công nghệ đang lên tới đỉnh cao mà con. Với lại á, mẹ chụp hình rồi mẹ lên Facebook vậy á là để mẹ giải khuây thôi. Bà Hương, bà đâu rồi? Bà ra đây coi. Wow, đẹp quá. Chuyện gì vậy cô? Trời ơi, nè, chị coi đi. Cũng tại mẹ chị á mà con tôi xém chút nữa thì bé bắt cóc rồi đó. Nghĩ sao vậy? Bà chụp hình con tôi đăng lên Facebook rồi đăng luôn cái địa chỉ nữa chứ. Trời ơi, mẹ ơi, sao mẹ làm kỳ vậy? Cô, hồi nãy là có hai thằng xém bắt cóc đó. Trời. May là con tới kịp cũng có là chết chắc. Trời ơi, tôi vô tình, tôi nào có biết, tôi nào có hay. Tôi xin lỗi nha. Vô tình. Chẳng qua thấy cháu đẹp quá chụp hình thôi. Vô tình, xin lỗi nha. Trời đất ơi, cái chuyện trên Facebook á, đâu có ai cấm bà đâu. Nhưng mà đừng có lậm quá thôi. Cái chuyện gì cũng đăng lên Facebook á, rồi ảnh hưởng đến con người ta thấy không? Cũng may á, là hôm nay con tôi không có bị gì. Lỡ mà nó bị bắt cóc thiệt thì sao? Em ơi, thôi, cho chị thay mặt mẹ chị xin lỗi em nha. Chị hứa với em là sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Chị hứa với em luôn á. Thôi bỏ qua nha. Thôi bỏ qua đi ha. Cháu cũng còn nguyên vẹn, nguyên hình, nguyên dốc. Bỏ qua ha. Thôi được rồi, nể tình á, chị là đồng nghiệp của chồng tôi, tôi bỏ qua. Nếu mà người khác á, tôi truy cứu tới cùng luôn đó. Chị biết rồi mà. Xin lỗi. Thôi, về ha. Cháu còn ha. Về quá vậy. Về con. Về chính nghĩa ha. Mẹ, trời ơi, sao mẹ làm vậy hả? Mẹ nào có biết, mẹ nào có hay, mẹ chỉ vô tình thôi mà. Nào biết nào hay mà ghê vậy đó. Con không im lặng được nữa đâu. Cái chuyện này nó nghiêm trọng quá rồi. Mẹ có biết là cái chuyện mẹ làm á là xém nữa con người ta bị bắt cóc không? Biết. Mẹ biết lỗi rồi. Mẹ hứa với tất cả mọi người, từ đây xin chừa, mọi việc sẽ hết sức cẩn thận. Trời ơi, cẩn thận. À, như tôi đây, mù công nghệ vậy mà tốt, khỏi có ảnh hưởng đến cộng đồng sắc tộc. Ba, không có đâu ba. Công nghệ bây giờ là rất là quan trọng luôn đó. Nhưng mà cái vấn đề mình xài công nghệ làm sao cho nó đúng. Bây giờ là mình xài công nghệ chứ không thể nào để công nghệ nó xài mình được. Đúng rồi. Hai, xin chào mọi người. Mình là Hường. Mình đang ở đâu hả? Mình đang ở nhà của mình. Xin giới thiệu thành viên trong nhà của mình nha. Rể của mình nè. Trời, ruột của mình nè. Rái của mình nè. Rái gì? Gì đâu rái? Có gì đâu rái? Rái là xui đó. Ừ, hơi khó tánh. Không sao, bỏ qua đi nha. Xin chào. Hi. Oh.